Chào đón các bạn đến với series podcast Công tắc khoa học. Đây là hoạt động thuộc dự án khoa học phiêu lưu ký do đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford và Bayer phối hợp thực hiện. Series này là những câu chuyện do chính các nhà khoa học và các bạn học sinh cùng nhau biên tập với mong muốn mang đến những thông tin hữu ích, góc nhìn thiết thực về các vấn đề gần gũi trong đời sống hàng ngày thông qua lăng kính khoa học đầy màu sắc. Chào các bạn, podcast hôm nay của chúng ta sẽ là câu chuyện về chuyến công tác của một nhân vật vô cùng đặc biệt. Nhân vật này tuy nhỏ xíu mà lại rất lợi hại, luôn đồng hành cùng chúng ta mỗi khi ốm đau bệnh tật. Các bạn đã đoán ra là ai chưa? Cùng nghe qua lời nhắn nhủ của người bạn này rồi sẽ biết nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Thuốc đây. Bình thường thì cuộc sống của tụi mình rất hiền hòa, êm ả. Nhưng khi cơ thể của con người có thay đổi bất thường hay là mắc bệnh là chúng mình lại nhanh chóng khăn gói lên đường giải quyết nỗi buồn cho các bạn liền. Những chuyến công tác của chúng mình sẽ trải dài khắp các cơ quan của cơ thể để có thể giúp con người chữa lành những trục trặc về sức khỏe. Các quá trình chính trong hành trình của chúng mình là hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ. Chạm nào trong hành trình cũng quan trọng hết, nên các bạn đừng bỏ qua phần nào nha. Chúng mình cùng đi thôi các bạn ơi! Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu xem thuốc được đưa vào cơ thể như thế nào và được hấp thu ra sao nha. Thuốc thường được sản xuất với hai dạng chính là thuốc uống và thuốc tiêm. Dạng thuốc được đưa trực tiếp vào cơ thể là thuốc tiêm, có nghĩa là sau khi được đưa vào cơ thể con người, chúng lập tức tương tác với máu và được máu trở thành tài xế chở chúng đến các cơ quan tương ứng để hấp thu và chuyển hóa. Thuốc được hấp thu gián tiếp qua đường uống hay bôi ngoài da sẽ phải đi phượt một vòng qua các cơ quan khác rồi mới được hấp thu vào máu. Cách đưa thuốc vào cơ thể cũng cần được chọn lựa cho phù hợp với từng loại bệnh đó nha. Ví dụ như trẻ em thì sợ kim tiêm thì thuốc dạng siro uống sẽ là một lựa chọn tốt để chiều lòng các bé đó. Như với những người bệnh nặng hoặc bị hôn mê thì không thể tự uống thuốc được, cần phải tiêm, mà tiêm thì cũng giúp thuốc phát huy tác dụng nhanh hơn nữa đó. Phổ biến nhất hiện nay thì là thuốc uống. À mà gia đình nhà thuốc uống đông con lắm à nhen. Có thuốc uống dạng viên nén trần, viên nén bao, viên nang con nhộng, thuốc uống lỏng như siro, nhũ dịch, hỗn dịch. Kể tên hết tất cả chắc là hết podcast luôn quá. Mỗi loại thuốc sẽ giúp thuốc hấp thu vào cơ thể nhanh chậm khác nhau. Khi uống thuốc vào miệng, đi qua thực quản và dạ dày, một số thuốc viên mới bắt đầu hòa tan. Trong khi đó, thuốc dạng lỏng thì đã hòa tan sẵn từ trước đó rồi. Tùy thuộc vào lớp áo bao của viên thuốc mà một vài loại thuốc sẽ được hấp thụ tại dạ dày, số khác sẽ di chuyển vào ruột non. Ví dụ, loại viên nang có áo ngoài giúp bảo vệ thuốc khi gặp axit trong dạ dày. Do vậy, người bệnh không nên tự ý mở viên nang ra lấy thuốc bên trong uống. Dạ dày là nơi xử lý thuốc để chúng tan bớt, giúp dễ dàng hấp thụ hơn. Sau đó, thuốc sẽ được hấp thụ vào niêm mạc của ruột non và di chuyển vào trong máu. Đừng nôn nóng mà đốt cháy quá trình nha! Tour công tác của thuốc sẽ đi đến trạm kế là phân bố. Thuốc muốn được phát huy tác dụng hiệu quả nhất, cần phải được phân bố đến cơ quan tiếp nhận thích hợp. Sau khi được hấp thu vào trong máu, thuốc sẽ được tài xế máu chở đi tìm tòi khám phá khắp nơi trong cơ thể. Giai đoạn này được gọi là sự phân bố của thuốc. Những chuyến đi dạo này của thuốc rất nghiêm túc, không phải là để vui chơi đâu. Mục đích là để thuốc tìm kiếm được cơ quan đích đến của mình, nơi mà nó sẽ phát huy tác dụng để chữa bệnh theo sứ mệnh của mình. Việc thuốc có thể đi đến đúng cơ quan đích hay không sẽ phải thuộc thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như lưu lượng máu đến các cơ quan, thuốc có áp lực cao hay thấp với các mô, các đặc tính của thuốc như thế nào, thuốc có kích thước lớn hay nhỏ, thân nước hay thân dầu. Vì vậy, khi bào chế thuốc, người ta sẽ cân nhắc đến các đặc điểm cơ quan đích để thuốc có thể đi đúng nơi, về đúng chỗ. Nhưng mà 30 chưa phải là Tết à nha, dù thuốc đã đi được đến các cơ quan đích nhưng không phải lúc nào thuốc cũng có thể dễ dàng bước vào cửa được. Một số cơ quan như não, xương, mắt có sự phòng ngự nghiêm ngặt với hàng rào xếp chặt nhau, ngăn cản không cho kẻ lạ xâm nhập. Điển hình như ở não có lớp tế bào thần kinh đệm xếp chặt chẽ với nhau nên thuốc khó thể len lỏi qua được. Dù là vậy nhưng quả quýt dày thì phải có móng tay nhọn chứ. Một số loại thuốc có tính chất lý hóa riêng biệt nên đủ lanh lẹ để vượt qua các hàng rào này và chạy đến các cơ quan đích làm nhiệm vụ chữa bệnh. Ví dụ như thuốc tan tốt trong dầu có thể mon men đi qua được hàng rào máu não.
Vì thế, khi điều trị bệnh ở các cơ quan nhất định, cần phải lựa chọn các thuốc có khả năng phân bố tương ứng với cơ quan đó. Bên cạnh đó, một số thuốc có thể lấn sân qua nhau thai hoặc sữa mẹ, nên cần phải lưu ý khi dùng thuốc ở phụ nữ có thai và cho con bú để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thai nhi hay em bé. Điểm đến tiếp theo, thuốc sẽ ghé thăm gan để tham gia vào quá trình chuyển hóa. Khi đã thành công hạ cánh xuống gan, thuốc sẽ được gan tiếp nhận và xử lý thông qua một chuỗi các phản ứng hóa học và sinh học cùng với sự xúc tác của các enzyme chuyển hóa. Gan là cơ quan chính cho việc chuyển hóa thuốc. Nó luôn xem thuốc như một kẻ xấu, mang chất độc vào cơ thể. Nên, gan sẽ có công việc chọn lọc chất độc và chuyển hóa thuốc trở nên thân thiện hơn với cơ thể. Đặc biệt là gan giúp thuốc giải tan trong nước để sau đó có thể thuận lợi thông qua thận đi ra khỏi cơ thể theo nước tiểu. Gan cũng có khối lượng công việc nhất định giống như con người vậy, khi gan làm việc quá sức sẽ mất dần khả năng làm việc của mình đó, giống như trường hợp với paracetamol, một loại thuốc phổ biến được nhiều người sử dụng để giảm đau, hạ sốt. Paracetamol được chuyển hóa chủ yếu ở gan với sự xúc tác của các enzyme chuyển hóa tạo nên một chất chuyển hóa trung gian có độc tính đối với cơ thể. Khi sử dụng với liều thông thường, loại chất trung gian này sẽ nhanh chóng được gan khử độc và thải qua nước tiểu. Tuy nhiên, khi lạm dụng thuốc, gan sẽ bị mệt và làm việc quá tải và không còn đủ khả năng để khử độc tính nữa. Điều này sẽ khiến lượng chất chuyển hóa trung gian tích tụ ngày càng nhiều và thâm nhập vào các tế bào gan, gây hại tử gan. Chính vì vậy, tuyệt đối không được dùng quá liều với bất kỳ loại thuốc nào nha các bạn. Khi chức năng gan bị suy giảm, gan đình công hay làm việc ít lại thì quá trình chuyển hóa thuốc sẽ bị ảnh hưởng theo. Mà nếu thuốc không được đi đến gan để chuyển hóa thì thuốc sẽ phải lênh đênh ở trong máu. Như vậy, nồng độ thuốc trong máu sẽ tăng cao, điều này dẫn đến tăng độc tính và gây các tác dụng phụ không mong muốn cho cơ thể của mình. Vì vậy, trong trường hợp bệnh nhân bị suy giảm chức năng gan, cần tránh dùng các thuốc chuyển hóa qua gan hoặc bác sĩ sẽ phải điều chỉnh liều lượng phù hợp với tình trạng của bệnh nhân. Thuốc vào cơ thể là một chuyến hành trình với sứ mệnh chữa bệnh của thuốc mà thôi. Tiệc nào rồi cũng tàn, thuốc cũng cần được đào thải ra khỏi cơ thể của chúng ta. Sau khi thuốc đã được hấp thu, chuyển hóa và thực hiện chức năng của nó, gan và thận sẽ làm việc để đẩy thuốc ra khỏi cơ thể. Nếu thuốc lưu lại trong cơ thể quá lâu, cơ thể sẽ càng tương tác nhiều với các chất khác nhau, gây ra những ảnh hưởng đến cơ thể mà chúng ta gọi đó là tác dụng phụ, hay nặng hơn là nhiễm độc. Điển hình là trường hợp của paracetamol khi nãy, nếu sử dụng quá liều, các chất trong thuốc không được đào thải kịp thì có thể gây buồn nôn, mê sảng. Nặng hơn nữa là có thể gây hôn mê và dẫn đến tử vong. Thế thì, khi làm nhiệm vụ xong, thuốc phải nhanh chóng tốc biến ra khỏi cơ thể chúng ta. Các chất độc còn lại sau khi thuốc đã hấp thụ sẽ được gan phù phép làm cho chúng trở nên vô hại. Sau đó, những chất này được đưa đi đến thận để bài tiết ra khỏi cơ thể thông qua tiểu tiện. Chúng ta có nhiều phương tiện để di chuyển như ô tô, máy bay hay tàu thủy thì thuốc cũng y như vậy đó. Ngoài cách bài tiết qua đường tiểu tiện thì thuốc còn có những lối ra khác thông qua đường ruột khi đại tiện, qua làn da khi chúng ta đổ mồ hôi hay qua phổi với hơi thở hay qua sữa mẹ hoặc thậm chí là tóc của mình luôn. À mà nhắc mới nhớ có một sự thật thú vị liên quan tới chuyện này nè. Các bạn có nghe qua vua Napoleon chưa? Người ta đặt ra một giả thuyết về nguyên nhân cái chết của vua Napoleon là ông bị nhiễm độc thạch tín khi họ phát hiện chất này có trong tóc trên hài cốt của ông sau 150 năm. Gan và thận của chúng ta không chỉ làm việc để thải trừ chất độc trong thuốc mà còn trong đồ ăn, thức uống hàng ngày của chúng ta nữa. Vì vậy, nếu hai người bạn này mà không khỏe hay bị suy giảm chức năng thì nó sẽ gây khó dễ cho cơ thể của chúng ta đó. Vậy là tất cả chúng ta đã cùng thuốc đi hết tất cả các địa điểm trong cơ thể của mình rồi. Gói ghém lại thì chuyến hành trình của thuốc và cơ thể sẽ gồm 4 bước chính: hấp thu, phân bố, chuyển hóa và thải trừ. Chuyến đi này dài nhưng tóm lại thì chỉ có 4 bước ngắn gọn thôi ha. Hiểu rõ được đường đi nước bước của thuốc rồi nên chúng ta đừng quên những lưu ý khi dùng thuốc nha, để tránh làm giảm hiệu quả của thuốc hoặc gây hại đến cơ thể của chúng mình nhé. 1.
chúng ta không nên uống thuốc cùng với bữa ăn vì có sự tương tác của thuốc với thức ăn có thể làm thuốc không hấp thu hoặc chậm hấp thu, nên mình cần lưu ý thời điểm uống thuốc thích hợp trước khi, trong khi và sau khi ăn như lời bác sĩ đã dặn dò nha. 2. Và mình cũng không nên uống thuốc cùng với các loại thức uống như sữa, nước hoa quả, trà, nước ngọt có ga, cà phê, rượu vì có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc đó. 3. Một số lưu ý quan trọng khác, chúng mình tuyệt đối không được uống thuốc tùy tiện khi chưa có chỉ định của bác sĩ các bạn nha. Hy vọng câu chuyện trong tập podcast hôm nay đã giúp các bạn hiểu hơn về quá trình hoạt động của thuốc trong cơ thể. Cảm ơn dược sĩ Trần Thị Bích Ngọc đến từ đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford và nhóm Science Stand của công tác khoa học đã cùng nhau mang đến nội dung của podcast tuần này. Bên cạnh đó, các bạn có thể xem thêm nhiều thông tin khoa học thú vị hoặc gửi câu hỏi về cho tụi mình tại trang Facebook Khoa học Trường học và đừng quên lịch hẹn với công tác khoa học vào mỗi tuần nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo.